bốn mẩu blackpink lên đồ cực đỉnh mỗi lần dự tiệc riêng tại trời tây bên cạnh âm nhạc blackpink còn dẫn đầu và thành công ở lĩnh vực thời trang cả bốn thành viên đều đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu của các nhãn hàng lớn thường xuyên lên bìa tạp chí và tham dự chương trình danh giá sự xuất hiện của các cô gái tại bữa tiệc riêng tư do thương hiệu tổ chức lần nào cũng đều gây sốt bởi phong cách mới đây rosé đã sang paris để tham dự tuần lễ thời trang sự xuất hiện tại sâu Seoul Laurent còn chưa hết sức nóng thì cô nàng tiếp tục gây chú ý khi góp mặt ở bữa tiệc riêng của nhãn hàng. Khác với hình ảnh giản dị trước đó, nữ thần tượng phá kén thành nàng bướm xinh đẹp trong chiếc váy dạ hội sang trọng. Sở hữu vóc dáng mảnh mai, vòng eo nhỏ nên Rose dễ dàng chinh phục thiết kế khó. Chiếc váy bó sát làm từ chất liệu có độ bóng cao rất dễ phản chủ và lộ khuyết điểm. Tuy nhiên, Rose lại tỏa sáng trong thiết kế này nữ thần tượng khéo khoe đôi vai trần ngọc ngà và làn da trắng sáng trước ống kính. Từng bước đi uyển chuyển đều khiến người hâm mộ khó có thể rời mắt. Đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu, Lisa được Celine yêu ái và yêu thương hết mực. Nữ thần tượng từng làm trao đảo cõi mạng khi cùng V và Park Bo Gam tham dự tuần lễ thời trang Nam Paris. Không phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng cô nàng đã có màn lên đồ và dạo bước cực đỉnh chiếm trọn sự chú ý. Sau chương trình, Lisa được mời dự tiệc của Celine nữ thần tượng lựa chọn outfit đậm chất rock với áo yếm lộ nội y mái tóc nhuộm sáng buông xóa tự nhiên vẻ đẹp phóng khoáng quyến rũ và đầy sang chảnh của mỹ nhân blackpink khiến cho bầu không khí của bữa tiệc càng thêm phần nóng bỏng Jenny luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện tại sự kiện tham dự lắc ma Film gala được tổ chức tại mỹ nữ thần tượng tiếp tục khiến dân tình trầm trồ với phong cách thời trang cực đẳng cấp của mình khác với hình ảnh cá tính thường thấy Jennie lựa chọn style nhẹ nhàng và thanh lịch cho lần xuất hiện này, chiếc váy đen dài ôm sát, tạo điểm nhấn bằng phần cổ đính kết cầu kỳ làm nổi bật body không chút mỡ thừa của thành viên Blackpink. Đọ sắc với loạt mỹ nhân xinh đẹp khác, cô nàng cũng tỏ ra không hề lép vế, tham dự bữa tiệc của các tia, Jisoo khiến mọi người khó có thể rời mắt khỏi nhan sắc của mình. Không hổ danh vi rùa hàng đầu gen 3 k nữ thần tượng lên đồ xương xương cũng đủ giật hết spotlight, chiếc váy cúp ngực màu đen ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng mảnh mai của Jisoo. Bên cạnh đó, trang sức đắt đỏ càng giúp cô nàng thêm phần thu hút. Blackpink luôn nổi bật ở mỗi nơi xuất hiện dù phong cách theo đuổi khác nhau. Các nữ thần tượng một lần nữa chứng minh sức hút tuyệt vời của mình ở lĩnh vực thời trang.